Chúng ta hãy so sánh 0,1 với 0,070. Vậy thì số 1 này đang nằm ở vị trí phần 10. Vậy thì thực sự nó là 1 nhân 1 phần 10 và cũng bằng với 1 phần 10. Bây giờ khi chúng ta nhìn vào số ngay đây thì nó không có gì ở vị trí phần 10 cả. Nó có số 7 ở hàng phần trăm. Đây là vị trí phần trăm nè. Và ở vị trí phần nghìn thì nó cũng không có gì ở đó luôn. Vậy con số này có thể được viết lại là 7 nhân 1 phần 100 hoặc là 7 phần 100. Và bây giờ ta có thể so sánh hai con số này. Và có hai cách để nghĩ về nó. Bạn có thể thử đổi 1 phần 10 thành số phần trăm. Nếu bạn muốn mẫu số tăng thêm 10 lần thì bạn cũng cần làm điều tương tự với tử số. Vì vậy, điều mình phải làm là nhân tử số và mẫu số với 10. 10 phần 100 thì cũng tương tự với 1 phần 10 và ta có thể thấy rõ là 10 phần 100 thì chắc chắn là lớn hơn 7 phần 100. Một cách làm khác là nếu bạn muốn nhân thêm 1 phần 100 ở đây thì bạn sẽ bắt đầu từ 7 phần 100, 8 phần 100, 9 phần 100 và sau đó bạn đến được 10 phần 100. Vậy bạn đã tiến đến được con số này. Vậy con số này thì chắc chắn là lớn hơn. Vì vậy để mình viết nó xuống nha. Con số này chắc chắn là lớn hơn. Dấu lớn hơn sẽ hướng về giá trị lớn hơn. Vì vậy, ở đây ta có 0,093 và ở đây thì ta có là 0,01. Hãy cùng mình suy nghĩ một xíu nè. Mình sẽ dùng màu mới ở đây nha. Số 9 này không nằm ở vị trí phần 10 hay phần trăm, nhưng nó nằm ở vị trí phần nghìn. Ôi, mình hết màu để dùng rồi. Ở đây ta có số 3 ở đây nằm ở vị trí phần 10.000 nè. Vì vậy, bạn thật sự có thể xem đây là 9 phần 1.000 cộng 3 phần 10.000. Và nếu bạn muốn viết số này theo kiểu phần 10.000 thì bạn có thể nhân thêm 10 cho tử và mẫu. Và như vậy nó trở thành 90 phần 10.000. Và nếu bạn muốn cộng chúng lại với nhau thì bạn có thể viết nó thành 93 phần 10.000. Bây giờ ta hãy cùng nghĩ về con số 0,01 ở ngay đây. Rõ ràng thì số 1 này đang nằm ở vị trí phần trăm. Và thực sự nó cũng tương tự 1 phần 100. Vậy làm thế nào chúng ta có thể so sánh? Vì vậy cách hay nhất để nghĩ về nó là 1 phần 100 khi đổi thành số phần 10.000 là gì? Ta hãy thử nhân cả tử số và mẫu số với 12 lần. Và điều đó tương tự như ta nhân chúng với 100. Nếu bạn nhân chúng với 10 lần đầu tiên, bạn sẽ có 10 phần 1.000. Và điều đó tương tự với 1 phần 100. Và khi nhân nó với 10 lần nữa, bạn sẽ có được 100 phần 10.000. Và nó cũng bằng với 1 phần 100. Và ta biết rằng 100 nhân 100 là 10.000. Vậy ở đây rõ ràng là 100 phần 10.000 hoặc 1 phần 100. Chắc chắn là lớn hơn 93 phần 10.000. Vì vậy, số này ngay đây thì bé hơn số ở kia. Và đầu bé của dấu bé sẽ hướng về số bé hơn và đầu lớn thì hướng về số lớn hơn. Vậy, ở trên đây ta có 0,6 so với 0,06. Ở đây mình có số 6 ở vị trí phần 10. Vì vậy, nó thực sự là 6 phần 10. Và số ở đây mình có số 6 nằm ở vị trí phần trăm nên chắc chắn là 6 phần 100 thì nhỏ hơn 6 phần 10. Một số phần trăm bằng một số phần 10 nhân một số phần 10. Điều này khá là đơn giản đúng không nè? Đây sẽ là giá trị lớn hơn. 0,6 lớn hơn 0,06. Bây giờ ta hãy cùng so sánh 0,3 với 0,06 nha. Ta có số 3 này thì thực ra là 3 phần 10. Trong khi số 6 này thì thực ra là 6 phần 100. Và nếu bạn muốn so sánh chúng trực tiếp thì bạn có thể nhân cả tử số và mẫu số của 3 phần 10 với 10. Vậy nên giá trị số này không bị thay đổi. 10 phần 10 thì thực ra là 1 đó. Vì vậy số này sẽ trở thành là 30 phần 100. 3 phần 10 bằng với 30 phần 100 và 30 phần 100 thì lớn hơn rất nhiều so với 6 phần 100. Vì vậy số này sẽ lớn hơn.